xin chào cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Các bạn yêu ơi, bình thường á mình hay làm xôi gót hay làm xôi này xôi kia cho mấy bạn xem, xôi sầu riêng, xôi đậu xanh, xôi lá dứa, xôi sâm dứa gì tùm lum tà la. Hôm nay mình sẽ làm xôi cơm Hà Nội. Lộn, mình sẽ làm xôi cơm hạt sen. Sẽ làm ăn tại nhà của mình luôn nha mọi người. Không biết là làm có giống người ta hay không, nhưng mà hồi đó giờ mình cũng chưa có ăn cái món này nữa, cũng không biết là hương vị của nó gần sao nữa. Mình rất là háo hức luôn. Hôm nay á, mình sẽ thử làm thử coi ăn á, mùi vị của nó gần sao nha. Bữa nay nhà mình có gót chín, mẹ mình cũng chuẩn bị làm xôi gót ở trên kia, nhưng mà mình ăn xôi cơm hạt sen. Ở đó mình mua 200g hạt sen tươi, như đây là 60.000 nè mấy bạn. Cơm của mình thì là 25.000 nha. Còn ở đây là mình sẽ ngâm 100g đậu xanh để cho nó nở búp búp, mình đem đi hấp nè. Dừa này hiện chút mình sẽ sên với đường là mình trộn vô xôi cơm. Mình sẽ luộc hạt sen nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để đậu xanh vô mình hấp nha. Vừa này thì mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng đường nha. 3 muỗng. 3 muỗng đường luôn hả? Thì được rồi, mình sẽ tắt bếp nha. Bắt đầu mình sẽ làm cái phần cốm xanh. Cái phần cốm nè mấy bạn, thấy cốm ở chỗ mình không? Ở chợ mình thì chỉ có bán cốm này thôi, cho nên là mình xài cốm này luôn nha. Không biết có giống với cốm của các bạn ở ngoài Hà Nội không ha. Vô nha, nước cốt dừa này mẹ mình thắng giùm mình rồi. Mình sẽ cho vô từ từ để mình trộn lên cho nó thấm vô cốm nha. Mình nghĩ chắc nhiêu đó được rồi quá. Nhiều quá chút mẹ hấp lên nó nhão quá nha. Để chút xíu mình hấp đi, nếu ấy thì mình thêm nữa. Ơ được rồi, chút mẹ hấp nó chảy chèm nhèm á. Được rồi. Đậu xanh này á, mình hấp nó hơi bị ấy một chút, nhưng mà mình không có đâm ra luôn. Vậy mình sẽ cho một phần cái cơm dừa mình mới sên vô nha. Ok chưa? Wow, quá ngon. Nóng quá mấy cha ơi, giờ ăn luôn được không? Thấy thèm quá, giờ ăn luôn được không? Cốm này nó phải màu xanh vậy không ta? Hay là cái màu người ta nhuộm thêm cho nó mẹ? Nhuộm màu hả? Bởi vậy ăn nó hơi đắng đắng nha. Cái chắc màu khoa học quá. Mai mốt mua màu trắng ăn đi. Mình muốn xanh thì mình nhuộm màu xanh xăm dứa hay màu tím ở nhà mình á. 5 phút trôi qua rồi, bây giờ mình sẽ trộn lên rồi mình cho hết mọi thứ vô luôn nha mọi người. Sắp được rồi đó. Chứ mình đừng có hấp lâu quá, hấp chừng 5 phút, 10 phút thôi. Hấp lâu quá là không được đâu. Không ok đâu, thơm ngon quá rồi. Giờ mình sẽ cho hết số dừa còn lại vô luôn. Đậu xanh nữa nè. Hạt sen nữa nè. Rồi trộn lên là sẽ có một mâm cơm, xôi cơm ngon cực kỳ luôn. Ok, mình với mẹ mình đã làm xong rồi mấy bạn ơi. Ta nói cái màu nó xanh gì mà mình thấy mình nóng lạnh luôn á trời. Ý là mình mua làm sao mình để vậy á, mình không có ngâm thêm màu á nghe. Mà không biết cái này có phải thiệt là cái màu cốm không ta?
Sao cái mẫu cốm này hấp tinh xanh lè vậy? À, cái màu xanh lắm, đẹp lắm. Không phải màu xanh giống mình. Chào cả nhà, mình Như nó làm món cốm dẹp Hà Nội xong rồi nè, hạt sen dừa rồi nè, xong rồi nè, mời các bạn, các con cháu trong nước thưởng thức nay cốm dẹp Hà Nội với cô với anh Tư Như nha. Anh Tư nào đây nữa? Như. Trời ơi, cái này là làm cốm này là mua hạt sen, đồ mua đậu xanh đồ nè, rồi mài dừa đồ đủ thứ công đoạn hết trơn á. Mà ăn cái cốm này hồi nãy mình có ăn thử rồi mấy bạn. Mình cũng được đi nhưng mà mình thất vọng quá, bỏ công sức ra làm mà mình cảm thấy cái vị của nó hơi kỳ. Cái này ngâm chắc nó ra một thao nước màu xanh luôn á. Người ta ướp màu. Ăn cái vị nó hơi nhẵn nhẵn mà nó quá chất hay gì đây. Nó tăng tăng cái miệng luôn. Mới mua màu trắng mà ăn. Đừng mua màu xanh. Cái độ dẻo ngon cực kỳ. Mời các bạn nha. Dẻo ngon, nhai à. Dẻo ngon, có dừa vô nó béo béo. Miếng cốm rất dẻo, trúng đậu xanh cũng béo. Trúng hạt sen bùi bùi. Cũng rất ngon. Ngon. Nhưng mà nuốt là có cái hậu nhẵn, thấy không? Giờ gia vị vô hết bớt nhẵn. Nào thêm chút đường thôi. Nè mẹ, nó có cục cục màu xanh luôn nè. Thấy không? Thì người ta ăn nó nhưng màu á, dưới màu vô cốm. Chứ cốm là dạ thật. Người ta làm bằng nếp là trắng không. Đâu có ai cốm xanh. Có cốm xanh. Xanh lá nó nhạt dữ lắm luôn. Làm vậy là ngon rồi đó. Cái cách làm thấy ok rồi đó. Ăn cũng ngon, vừa ăn nữa. Nhưng mà có cái điều nó hơi, có cái hậu đắng đắng. Mình hơi bực mình chút xíu à. Chúng mình làm cái món ăn ngon rồi mà nó cũng cực khổ, nắng mưa từ nãy giờ mấy cơn rồi các bạn. Cái đồ này nó ăn cái hậu nó cực kỳ đắng đắng như quá, chất nhiều quá. Mình cũng hơi bị thất vọng. Đó, mình không mua cốm dẹp chỗ cái bà này nữa đâu. Mình sẽ đi cái bà khác mình mua. Cốm dẹp trắng à. Đừng mua màu mèo qua lơi lá hẹ gì nữa. Đợt hôm bữa là mình làm cái bánh cốm Hà Nội á, là nó lúc mà mình nấu lên nó cũng hơi nhẵn nhẵn, mà giống như mình nấu một hồi quá trời nó tan chảy ra, nó mất tiêu cái mùi đắng luôn rồi, bốc hơi đi thôi, không biết làm sao nữa. Với là bữa đó mình có rửa, mình ngâm qua nước bốc hơi nó ra bớt một phần rồi. Còn này mình ăn nguyên chất rồi. Chiều nay chắc hai mẹ con le lưỡi luôn á. Thôi mà cứ mình chia cho người miếng ăn đi. Le lưỡi đều hả? Có gì nguyên sớm chứ. Nói vậy chứ chung cũng ngon các bạn. Cái dừa này cũng ngon chứ. Cái dừa này làm kiểu này ngon quá. Như là bánh thu thê vậy đó. Giòn giòn thịt thật luôn. Đại. Ngon lắm mà tại có màu cốm nó hơi có xanh. Cái vị nhẵn. Giờ cũng bớt nhẵn. Giờ gia vị rồi vô. Ngon cũng được chứ không ngon lắm. Chấm 3 điểm. Tự mình cho điểm mình luôn. Nói chung là hình thức thì cũng được, ok. Nhiều khi cũng chưa làm giống người ta lắm. Nhưng mà ăn vô thì dẻo, ngon. Có điều cái vị cốm nó hơi đắng rồi. Đắng đắng nhỏ thì hơi bực mình, nói nhiều chút. Mưa gió quá. Không có rang đậu phộng, chứ rang đậu phộng để lên ăn nữa rất thơm ngon. Không. Cốm này nó đắng quá rồi, không có rang đậu phộng nổi. Đâu đắng gì đâu. Nó nhẵn nhẵn là không có rang đậu phộng nổi nữa. Hay làm tới đây là buồn quá trời buồn, thất bại rồi. Mẹ ơi, có lắm. 3 điểm. 5 điểm. Không, tự chấm mình 3 điểm. Bữa sau mà chắc cũng phải lâu lâu mấy tháng nữa mới làm lại món này. Mua cái cốm màu trắng à. Nhưng nó không đắng. Chứ mà cái này ăn dẻo ngon cực kỳ luôn, khỏi chê đúng không? Chứ mà mua cái cốm dẹp trắng á. Ừ. Có đắt nữa. Trời ơi, nó ra màu trong cái chén mẹ xanh lè luôn kìa. Ngày vậy. Tôi ăn rất ngon các bạn. Không chê hết. Cái này người ta có bút tiền quảng cáo đâu mà khen dữ vậy. Ngon. Mình ăn đắng thì mình nói đắng là nó đắng ngát. Hơi vậy thôi, có hậu thôi. Nè, nó ra cục cục màu trong cái chén mình luôn à. Ai có coi cái clip màu cốm dẹp mà không?
mấy bà bán đừng có không ướp màu vô. Dầu phải ướp màu không? Mấy bạn giải thích cho mình đi, mình thấy là giống như cũng ướp màu. Để trắng thì tự nhiên ăn đi. Nó mày cũng hơi hơi thôi, đừng ướp quá nó đắng không. Cái màu nó xanh quá, nó nhẵn. Rồi là màu lá dứa. Để ta mua về người ta biến chế màu gì người ta biến chế. Lá dứa, lá cẩm, lá gấc gì người ta làm. Đừng có mà đưa màu quá chắc thì vô ăn của có bệnh chết. Mà mẹ ơi, con thấy nếu như mà không có cái vị đắng là 10 điểm luôn á. Đúng không? Nó dễ ngon cực kỳ. Vừa là gan lên thơm, ngon nồng nàn, đậu xanh với lại hạt sen á. Trời ơi, tôi nói nó bùi. Có thiệt nha, nếu mà không có cái vị nhẵn đó, con cho 10 điểm hẳn tay luôn á. Con bức xúc quá. Con cho 3 điểm. Trời mà người ta ướp màu xanh thì mình thấy kỳ kỳ thôi. Không phải, không có kỳ. Ăn hậu đắng đắng. Đắng ghét. Thôi mẹ ơi, mình đừng đổ thừa người ta đắng quá. Uổng quá, uổng hả, mấy trăm gram hạt sen quá. Hôm nay chắc góp để dành tiền mua hạt sen làm cái món xôi cốm nè, ăn đi nè. Hạt sen đậu xanh, hạt sen 300 ngàn một ký. Trời ơi. Ghê chưa các bạn? Sao mắc chứ ta? Màu bộ mắc thiệt ha mấy bạn. Coi nồi xôi tôi. Thôi mấy bạn ơi, bây giờ mẹ mình gấp đi coi cái nồi xôi gấp ở chổng rồi. Mẹ kêu kết thúc video đi. Ủa có ai đi qua đi lại vậy ta? Ở đâu đi? Mới thấy ai đi qua trong bụi tre đi ra. Thôi bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây đi. Mình vô mình coi cái nồi xôi của mẹ mình nè. Mình nói bữa nay mẹ mình làm xôi gấp còn mình làm xôi cốm đó mọi người. Mà cái món xôi cốm mẹ Sukana rồi. Chắc mình đem vô mình chiên ăn luôn quá. Thôi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye, bye.